Chỉ trong vòng 3 tháng qua, đồng tiền tệ của Trung Quốc đã giảm tới 8%, mức giảm kỷ lục trong lịch sử. Còn chỉ riêng trong tháng 6 vừa rồi, đồng nhân dân tệ đã giảm giá 3,3% so với đồng đô la Mỹ, đánh dấu tháng giảm tệ nhất kể từ khi Trung Quốc thiết lập thị trường ngoại hối của nước này vào năm 1994. Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ lúc này như một hòn đá tảng ra tự do. Đồng nhân dân tệ càng ngày càng giảm, còn đô la Mỹ thì lại tăng. Thứ 6 tuần trước, tỷ giá đồng tiền của Trung Quốc lại tiếp tục sụt mạnh về mức 6,76 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Tờ Bloomberg dẫn tít, nguy cơ chiến tranh tiền tệ, thị trường toàn cầu rung chuyển. Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ không can thiệp sâu để bảo vệ tỷ giá, mà có thể sẽ để thị trường tự quyết định. Chính phủ Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ những diễn biến của đồng nhân dân tệ, từ đó có thể kết luận có hay không có việc Trung Quốc đang cố tình can thiệp vào tỷ giá để tạo ra một sân chơi có lợi cho họ nhưng lại bất lợi cho Mỹ. Là tổng thống, lẽ ra tôi không nên nhận định về thị trường tiền tệ, nhưng tôi cũng là một công dân nước Mỹ. Thưa quý vị, giữa những lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa tìm được giải pháp thì thị trường lại lo lắng vì một diễn biến mới nhen nhóm, đó là chiến tranh tiền tệ. Việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc liên tục giảm giá so với đồng đô la Mỹ trong 3 tháng qua thì khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối gay gắt và cáo buộc là can thiệp tỷ giá. Thế thì những cái lời cáo buộc hơi nặng nề này có đúng sự thật không chị Kim Huệ? Sự thật thì là đúng là Trung Quốc trước kia đã từng can thiệp vào tỷ giá để khiến cho hàng Trung Quốc xuất khẩu rẻ hơn, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh hơn. Tuy nhiên thì gần đây Bắc Kinh đã cố gắng là tránh việc can thiệp vào tỷ giá vì những tác hại của nó. Trong bối cảnh hiện tại thì nhiều chuyên gia cho rằng việc hạ giá đồng nhân dân tệ sẽ khiến cho là hàng hóa Trung Quốc phần nào bớt đắt đỏ hơn khi xuất khẩu vào Trung Quốc. Chuyên gia thì giải thích như vậy, còn phát ngôn chính thức của chính phủ Trung Quốc cập nhật trong ngày hôm nay thì giải thích như thế nào về việc đồng nội tệ lao dốc, chúng ta hãy cùng nghe. Giá trị đồng nhân dân tệ dựa trên áp lực cung cầu của thị trường. Tỷ giá hối đoái bao gồm cả được giá hay mất giá đều phải xét cả hai yếu tố. Hiện kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng tốt là động lực tích cực cho giá trị của đồng tiền. Thêm nữa, Trung Quốc không hề có ý định sử dụng sự mất giá của đồng tiền làm công cụ thúc đẩy xuất khẩu. Các nhà quan sát các vấn đề Trung Quốc cho đến nay đã không ngừng nhấn mạnh rằng lần này việc đồng nhân dân tệ giảm giá có nguyên nhân trực tiếp từ các yếu tố kinh tế căn bản. Trước hết, Trung Quốc không phủ định được những lợi ích hiển nhiên được hưởng từ xuất khẩu khi đồng nhân dân tệ đang thấp. Giá trị xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đã tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng đã góp phần khiến đồng nhân dân tệ suy yếu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 năm 2018 và dự báo có thêm 2 đợt nữa trong năm nay. Nhờ đó, tài sản bằng đồng đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư và giá của đồng bạc xanh cũng tăng so với các đồng tiền khác. Dựa vào mục tiêu giữ ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ so với rổ tiền tệ, thay vì neo buộc chặt chẽ tỷ giá đồng nội tệ và đô la Mỹ từ cuối năm 2015, mỗi khi đô la Mỹ tăng, đồng nghĩa nhân dân tệ sẽ giảm. Thực tế, chỉ số đô la Mỹ đã liên tục tăng và ở mức cao nhất trong một năm hồi cuối tuần trước. Bên cạnh đó, sau khi đồng nhân dân tệ đã giảm gần 5% tính từ giữa tháng 6 vừa rồi, thì các chuyên gia kinh tế thuộc Bloomberg Economics nhận định, xét trên những yếu tố kinh tế căn bản thì đồng nhân dân tệ hiện vẫn cao hơn 6,6% so với giá trị thực. Rõ ràng, việc đồng nhân dân tệ giảm là đúng với mong muốn của Bắc Kinh và sự giảm đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Một câu hỏi mà tôi tin là rất là nhiều người quan tâm lúc này là liệu đồng nhân dân tệ có bị phá giá hay là không? Thực ra là nhiều chuyên gia đã nhận định là khó có thể xảy ra bởi vì những tác động cực từ đợt phá giá năm 2015 thì vẫn quá là kinh khủng với thị trường tài chính thế giới. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại là chỉ trong khoảng 4 ngày, từ ngày 11 cho đến ngày 14 tháng 8 năm 2015 thì thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu và cũng như là Mỹ thì đồng loạt sụt giảm, trong khi giá dầu trên thị trường New York thì cũng lao dốc. Và hiện tại thì nếu còn giảm sâu thì Trung Quốc sẽ đi ngược lại với mục tiêu quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của mình. Cho nên là chiến tranh tiền tệ có thể mới chỉ là dừng ở nguy cơ, chứ tạm thời là chưa leo thang. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xuất hiện trong cuộc họp G20 tại Argentina vào cuối tuần qua, đã phần nào xoa dịu tâm lý căng thẳng của thị trường tiền tệ. Sẽ không có chiến tranh tiền tệ nào cả. Ở châu Âu, đã 18 năm nay, ngân hàng trung ương cũng có can thiệp vào tỷ giá đồng euro nữa đâu. Còn Trung Quốc, đúng là họ có một bề dày lịch sử đã can thiệp vào tỷ giá. Nhưng hiện nay, chính ngân hàng trung ương Trung Quốc đang cố gắng trấn an thị trường và can thiệp với đồng tiền này không mất giá quá nhanh. Còn về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã khẳng định ngay trong chiều nay, đó là Trung Quốc thừa khả năng bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình mà không cần phải can thiệp quá sâu vào tiền tệ.